Hello, chào tất cả anh chị và các bạn mọi người. Thì ngày hôm nay lại ở chỗ video, thì Tăng xin một làm một video chia sẻ một chút về cái thời điểm hiện tại ha cho mọi người. Hôm nay thì mình làm chủ đề về một cái bất động sản, về cái này bán vàng và bán bất động sản và mua vàng thời điểm này hay 2022 này hay không, thì mình chia sẻ một chút góc nhìn của Tăng ha, cũng như cái nhận định là thời gian vừa qua. Thì như mọi người đã biết thì qua Tết là dịp thường thường thì bất động sản thì xấu rất là nhiều, nhưng năm nay thì mọi thứ nó diễn biến, nó bắt đầu qua Tết thì biến động nó không có như mọi năm. Thì riêng khu vực Tân Làm hay là rất nhiều khu vực mình tham khảo và trước Tết thì nó đã xấu rất là nhiều ở tất cả các nơi, các tỉnh thành của miền Nam. Và tình hình qua Tết thì sẽ có nó biến động nó khác đi, nó cũng vẫn còn một số vị đầu năm, nhưng người bắt đầu thời điểm này thì mọi thứ bắt đầu nó đã diễn biến một chiều hướng khác rồi ha. Tình hình bất động sản thì có vẻ nó trầm lắng hơn so với mọi năm ha, khi giá được đẩy lên cái mức giá cao rất là nhiều so với mọi năm, thì nhu cầu nó tăng mạnh từ trước Tết, thì qua Tết nó đã không còn mạnh như trước đây nữa. Nhưng mà tới tình hình thực tế này và diễn biến ở thị trường thế giới thì mình cho mình được góc nhìn nó như thế nào. Thì với cái chủ đề của mình thì cây này mình thì hôm nay mình tặng mình chia sẻ một chút về cái thời điểm này, vì thời gian vừa qua thì khi mà thị trường bất động sản nó có những cái biến động đó, nó xa chuyển, thì cái đầu tư mà mọi người cũng thường rất là nghe ha, là đó là vàng. Thì nó đã cũng có một thời điểm tăng nó rất là nóng, vừa đầu tháng 3 đến thời điểm này ha, nó tăng một cách mà mọi người bất ngờ, trong khi thị trường bất động sản vẫn có những cái diễn biến ha, diễn biến cũng có còn giao dịch mua bán. Nên nay khi thời điểm này thì có góc nhìn của cá nhân môi giới như Tăng hay là góc nhìn nhà đầu tư như mình nhìn nhận cái này mua lại vàng thời điểm này không, thì theo Tăng thì với cả từng người đó, từng cái thời điểm hay là từng cái khu vực, từng cái bất động sản khác nhau, thì mọi người cũng vẫn có thể là mua bất động sản ở thời điểm này, hay là nếu mà tìm được thực sự một cái bất động sản tốt ha, mọi người cũng có thể đó đầu tư mua bán hoặc chỉ một phần nào đó cái cơ cấu tài sản qua kênh đầu tư vàng trong cái thời điểm này, có thể trong giai đoạn 3 tháng 6 tháng mình để mình nghe ngóng, mình chờ đợi. Vì đồng tiền bây giờ cái tình hình lạm phát đã tăng cao sốc, mấy ngày hôm nay cũng rất là nhiều người anh chị lo lắng về cái mức xăng dầu trên thế giới đã lên tới hơn tới gần trăm chạm mức 140 ấy để thùng, trước khi qua trở lại 120 hay 110 ha. Những thời điểm mà thời điểm điều chỉnh để mà giá vàng thế giới và Việt Nam đồng nghĩa, Việt Nam cũng vừa rồi cũng tăng lên tới 30.000 một lít rồi. Đó là những cái tín hiệu lạm phát rõ ràng bắt đầu rất là nhiều anh chị chú ý đấy. Và khi mà mọi thứ lạm phát nó tăng thì chắc chắn cái đầu tư vàng vẫn là một cái chủ ẩn an toàn ha, tránh những cái tài sản rủi ro. Bất động sản là một trong những kênh đầu tư chủ ẩn an toàn, nhưng mà không phải cái nào nó cũng tốt. Nên mọi người phải hết sức lưu ý thời điểm này anh chị nào đang mua bán ha, thời điểm này có thể cân nhắc cái thời điểm mình bán bất động sản đi. Tăng là nói những cái video trước đó là cũng có hai cái trường hợp thì mọi người cũng có thể bán bớt để mình cơ cấu và bắt một vàng để mình chờ cơ hội tiếp theo. Vì lâu vì dài thì bất động sản vẫn có cơ hội tăng, nó tốt hơn là cái bất động sản vàng. Để mình biết khi mình mua những bất động sản tốt thì mình cơ hội mình nó rõ ràng mới có được, nhưng mình khi mình mua những cái thời điểm nó đi lên hay những khu vực đã giá hình thành giá nó quá cao hay là nó theo giá thị trường rồi thì cơ hội của mình nó trâu lại rất là lâu. Mà tình hình kinh tế bây giờ ngày hôm nay nó là diễn biến nó hết sức khó khăn rồi, nó không còn là những cái thời điểm mộng mơ như những thời điểm trước đây, hay là mình mua những cái bất động sản ở quá xa, ở khu vực nghỉ dưỡng như Lâm Đồng, Đắk Lắk hay Đắk Nông, hay là những khu vực mà nó còn làm về nông nghiệp ha, là những cái bất động sản đó mọi người phải cân nhắc rất là kỹ ha. Tuy là giá thành rẻ nhưng mà thị trường nó có thực sự diễn biến theo nhu cầu thật hay không thì vẫn còn một cái câu chuyện khác nữa. Cái thằng Tăng mấy hôm nay thì nó không có làm vì video được, vì mình phải cơ cấu tài sản của mình và mình cũng phải chuyển đổi nhiều thứ ha, cho sự chuẩn bị khi mọi thứ nó ổn định, nó xong xuôi hết công việc rồi thì hôm nay Tăng lại chia sẻ một tí về cái tình hình ngày hôm nay. Nếu mà mọi người lật về lịch sử những thời điểm mà những bong bóng tài chính 2018, 2014, thậm chí là những cái thời điểm mà một năm 1973 của Mỹ trước đây, những cái mức lạm phát và nhất về nền kinh tế suy thoái mà lạm phát kéo theo đó, có những con số cho mọi người có đánh giá được. Vàng vẫn là một kênh đầu tư nó tăng thấy là tương đối an toàn mà lợi nhuận cũng khá là tốt khi mà thời tiền bị nó đóng băng bất động sản ha. Còn mình phải chuẩn bị cho những cái chu kỳ mới và những cái dự định thực sự là nó rõ ràng ha.
mọi người cơ cấu hôm nay mình hưng phấn quá trong thời điểm này, và rất nhiều anh chị ha, các chuyên gia người ta đều dự báo, và thực sự chỉ là một cái thời điểm này chỉ là một sự khởi đầu, nên thời gian sắp tới sẽ có những cái tăng trưởng mới. Mọi người phải rõ ràng, phải nghiêm túc ha, tìm kiếm về những cái thông tin lịch sử, những cái số liệu thống kê mà có mình biết được. Thì tăng làm trong nghề thì tăng tìm hiểu rất nhiều, thời gian của mình tăng xem ha, tăng so sánh đối chiếu thì mới thấy được cái nhận ra. Khi mà mọi người có kiến thức tài chính, kể cả những anh chị mà đi làm không có kiến thức tài chính, mình cũng sẽ mắc sai lầm ha. Mình sẽ nghĩ vấn đề nó đơn giản là mình sẽ trâu đi, vài năm nữa khi mọi thứ nó khó khăn, tài sản của mình nó sẽ lạm phát bay đi, không giữ được thì qua thì những cái khó khăn phía trước của mình rất là nguy hiểm. Người thì xem những cái giai đoạn có thời điểm nó lên nhưng mà thời điểm nó xuống, cái kênh đầu tư nào cũng vậy ha. Nền kinh tế ngày hôm nay rất là nhiều biến động rồi, đó là những cái bất ổn từ thậm chí 2019 nha, bất động sản nó vào đứng một giai đoạn ha, vàng nó lên, mọi người so sánh đối chiếu ha, đó là để mọi người có những cái quyết định ha, mẫu gấp nhận mẫu cái hoàn cảnh, mẫu cái cuộc sống của mọi người nó khác nhau. Đơn cử những ví dụ mà khi mà khi mà khủng hoảng tài chính giai đoạn 2018 đến 2011 thì vàng nó tăng rất là mạnh. Đến 2024 thì đến 2001 đến 2014 thì vàng bắt đầu giảm về mức 1923 đến 1001 ha. Giai đoạn đó là giai đoạn vàng đi xuống, và giai đoạn trong khi bất sản đóng băng đó, giai đoạn trước đó là giai đoạn đó vàng nó tăng. Mọi người có thể cân nhắc thời điểm mình ra vào bất động sản và một ít mình mua những cái nơi trú ẩn an toàn, các kênh chứng khoán, những kênh Bitcoin thì những là một kênh rủi ro, không dành cho đại đa số những anh chị mà nó không có nhiều kiến thức hay là không có thông tin, vì cái độ lái mọi thứ rất là nhiều, mình không thể biết được. Trang giấy trắng mà mình mua rồi, mình bỏ tiền mình mua một trang giấy, sau này mình đổ ra mình cầm cục giấy mà không làm gì rất nguy hiểm. Thật ra càng đi lâu càng trải nghiệm ha, càng trải qua những cái thời khắc khó khăn, mọi người sẽ biết được những cái khi nào mình đầu tư cái gì, khi nào mình đầu tư cái khác. Còn ở góc độ thì thật ra trong chia sẻ mình đang nói phân tích thôi, chị nào mình xem kênh hay là những cái người quan tâm mình đi thời gian của mình thời gian đủ lâu á, người ta sẽ hiểu được ha. Anh chị nào có duyên lần đầu tiên xem kênh thì mình sẽ tổng hợp được nhiều cái thông tin bổ ích ha. Thời điểm này mình mua bán bất động sản mình phải cân nhắc thật sự là kỹ lưỡng ha, và mình phải chuẩn bị cho một cái kế hoạch mới, chu kỳ mới, phải thực sự có đủ cái lâu dài và đủ cái nguồn lực ha, để mình vượt qua. Vì nhiều chi phí có nhân của mọi người mình nghĩ rất là nhiều, khi có nhân tăng thì nó thể một phân bổ nó khác với từng người. Mọi người sẽ là một cái phân bổ tài chính khác nhau, người có gia đình, người không có gia đình, người có đông câu, người đông ít câu. Đây là bài toán mà Tân không có chia sẻ rõ kỹ được ha, chỉ có khi nào trực tiếp hay là từng người mình gặp mình mới biết được. Mà thật sự mà nói trong giai đoạn này Tân vẫn có tiền bất động sản ha, chứ không phải là không. Tuy bất động sản có đóng băng mà sắp tới khả năng sẽ kéo dài hơn, nhưng mà mình vẫn đi tìm ha, vì mình đã thanh khoản rồi, mình cơ cấu một phần nào đó. Nhưng mà dù sao bất động sản vẫn là một cái mà tư bất động sản ở Việt Nam rất là tốt mà, nó thể nó hơn rất nhiều các cây khác, nhưng mà phải lựa chọn rất nhiều, rất kỹ, phải chờ đợi kiên nhẫn, nó không phải dễ dàng gì. Đây là một số góc nhìn để mọi người tham khảo ha. Có nên đầu tư bán đất để đầu tư vàng giai đoạn này hay không? Mọi người cứ xem lại tình hình, tham khảo thêm ý kiến từ khu vực khác xung quanh. Riêng khu vực của mình thì diễn biến ngày hôm nay thì bất động sản nó bắt đầu nó chững lại rồi, hoặc là ít hơn. Thì giai đoạn sắp tới đâu đó ta nghĩ vẫn có người đi mua bất động sản thôi, nhưng không có nhiều, lai rai tới thời điểm khác, chuẩn bị mới những cái tiết kiệm mới của thị trường Việt Nam để mình sống sót trong cái thương trụ kỳ mới, thế giới mới đã thay đổi rồi. Có cột mốc vừa rồi 2022 là cột mốc quan trọng của thế giới. Đây là những cái thông tin mà Tân biết được ha. Chúng ta sẽ xoay chuyển những cái công việc như chiến tranh Nga Ukraine, vẫn là những cái sự kiện mà mình biết. Những sự kiện này là sự kiện quan trọng của lịch sử, là những yếu tố bất ngờ mà là mình phải thay đổi nhiều với cái sắp tới thôi, những kế hoạch mới để mình chuẩn bị cho một cái tương lai nó tốt hơn. Mình
thay đổi được cái bản đồ tài chính với những cái tài sản mà mình cũng góp được đây. Rồi, nên sắp tới thì làm những cái video ha, có gì thì hay hay là những cái tốt mà Tăng lại chia sẻ cho mọi người có cái gì tốt hơn. Thời gian tới có lẽ thời gian rảnh hơn mình rất nhiều, mình sẽ chia sẻ mình mọi người thời gian qua ha, những cái gì bất động sản hay là những cái gì hay ha, những khu vực mà nó của mình ở nó có cái gì hay mình chia sẻ cuộc sống nó vui. Mọi người có một góc độ, một cách làm video khác nhau ha, xin mọi người làm cũng có chị hỏi thăm ha, góp ý thì mình cũng ghi nhận. Có những anh chị không cùng quan điểm thì mình cũng không có. Điều tốt đẹp sắp tới hơn, bất kỳ mọi thứ thế giới đều thay đổi thanh lọc. Rồi, tân chào tất cả một ngày, chúc mọi người một ngày mạnh khỏe ha, một tháng mới. Rồi, tân chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo ha. Cảm ơn mọi người đã xem video.